Xin chào tất cả các bạn và các em trở lại với kênh Giải Toán. Hôm nay chúng ta sẽ giải phương trình x mũ 6 cộng cho x mũ 4 bằng 80. Với giải toán này chúng ta có phương pháp giải như sau. Ta có công thức số mũ A mũ M nhân N chính là bằng A mũ N nhân M. Hay ta viết lại ta được trình sẽ tương đương cho x bình phương tất cả mũ 3 cộng cho x bình phương tất cả bình phương sẽ bằng 80. Bởi vì x mũ 6 chính là bằng x mũ 2 nhân 3 và x mũ 4 chính bằng x của 2 nhân 2. Đây ta sẽ tương đương cho x bình phương tất cả lập phương cộng cho x bình phương tất cả bình phương trừ cho 80 sẽ bằng 0. Đây ta đặt x bình phương sẽ bằng t, hay thay vào ta được tương đương cho t mũ 3 cộng cho t bình phương trừ 80 bằng 0. Và ta nhận thấy 80 chính là bằng 64 cộng cho 16, hay chính là bằng 4 mũ 3 cộng cho 4 bình phương, hay tương đương cho t mũ 3 cộng t bình phương trừ cho 4 mũ 3 trừ cho 4 bình phương sẽ bằng 0. Hay sẽ tương đương cho t mũ 3 trừ 4 mũ 3 cộng t bình phương trừ 4 bình phương bằng 0. Ở đây ta có công thức hằng đẳng thức A lập phương trừ B lập phương chính là bằng A B nhân nhau A bình phương cộng AB cộng B bình và A bình trừ B bình sẽ bằng A trừ B nhân nhau A cộng B. Hay thay vào ta được T mũ 3 trừ 4 mũ 3 chính là T trừ 4 nhân nhau A bình như là T bình phương cộng cho AB cộng cho 4T cộng cho B bình chính là cộng cho 16 cộng cho T bình trừ 4 bình chính là bằng T trừ 4 nhân cho T cộng 4 sẽ bằng 0. Tới đây ta nhận thấy có T trừ 4 nên ta đặt T trừ 4 làm thừa số chung, trong còn T bình phương cộng 4T cộng 16 cộng cho T cộng 4 sẽ bằng 0. Hay sẽ tương đương cho T trừ 4 nhân cho T bình phương 4T cộng 1 là 5T cộng 20 sẽ bằng 0. Tới đây ta có phương trình giải tích fx nhân gx sẽ bằng 0. Đấy, hoặc fx sẽ bằng 0 và gx sẽ bằng 0. Hay ta suy ra t trừ 4 sẽ bằng 0 và t bình cộng 5t cộng 20 bằng 0. Với t trừ 4 bằng 0, hay ta suy ra t sẽ bằng 4. Mà ta đã đặt t chính là bằng x bình, hay ta suy ra x bình phương sẽ bằng 4.
hay suy ra x chính là bằng cộng trừ căn của 4, hay suy ra x sẽ bằng cộng trừ 2. Với phương trình t bình phương cộng 5t cộng 20 bằng 0, ta có hệ số a bằng 1, b bằng 5, c sẽ bằng 20, và delta sẽ bằng b bình phương trừ 4ac. Hay thay số vào ta được, delta là bằng 5 bình phương trừ cho 4 nhân cho a nhân cho 1 nhân cho c nhân cho 20. Hay delta sẽ bằng 25 trừ cho 80. Hãy suy ra delta sẽ bằng âm 55, này bé hơn 0. Nên phương trình t bình cộng 5t cộng 20 bằng 0 là vô nghiệm. Mình kết luận vậy phương trình x mũ 6 cộng cho x mũ 4 bằng 80 có nghiệm. X sẽ bằng cộng trừ 2. Vậy bài toán hôm nay chúng ta đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy video hữu ích, hãy đăng ký, like và share cho kênh của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.